Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã kích vào xem video của em. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời tới tất cả các bác, các chú, các cô, các anh, các chị một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu lần đầu tiên xem video của em thì em xin tự giới thiệu, em là Đức Long, chuyên viên tư vấn và bán hàng của kênh bán hàng đồ gỗ Mỹ Đức. Và hôm nay là buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2022, và trong video clip ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến tất cả mọi người vài cặp lục bình có kích thước là 1m6, 1m7 và 1m8 và rất nhiều loại luôn đấy. Và hôm nay em quay video là clip lại để giới thiệu cũng như là bảo giá chúng ta đến tất cả mọi người đang xem. Và nếu các bạn nào đang xem video này của em thì hãy bỏ ra vài giây để ủng hộ em bằng cách bấm cho em xin một lượt like hoặc là một lượt chia sẻ em nhé. Và sau đây em xin mời mọi người bớt chút thời gian cùng em đi vào chi tiết của tập 1. Đây, tất cả lục bình nhà hàng nhà em là hàng chất liệu của gỗ hương đỏ của Nam Phi các bác nhá, và đảm bảo là hàng liền khối không chấp lối. Đây, và đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người cặp 1m8. Đường cặp này của chúng em cao kích thước là cao là 1m77, đường kính bụng là 54 phân, đảm bảo hàng liền nguyên khối các bác nhá, không chấp lối. Và cặp này của chúng em có giá là 32 triệu các bác nhá, giá là 32 triệu. Đây, hàng đảm bảo là hàng liền nguyên khối luôn, chất liệu là gỗ hương đỏ Lam Phi. Và cặp bên trong này chúng em có cặp là 1m7, em gọi là tròn là 1m7 nhưng mà thực chất là cao là 1m67 các bác nhá, là đường kính bụng là 50 phân. Đấy ạ, và giá của cặp 1m7 này chúng em có giá là 26 triệu. Đây, bên cạnh đây cũng là cặp 1m7 giá là 26 triệu các bác nhá. Hiện tại em quay vào camera ở bên trong. Đây, cặp này là cặp 1m6, đường kính bụng là 47 phân, còn là cặp này của chúng em có giá là 24 triệu. Và cặp bên cạnh là hai đôi là 1m47, đường kính bụng là 44 phân. Và hai cặp này của chúng em có giá là 22 triệu các bác nhá, giá là 22 triệu. Đấy, giá rất nhiều luôn. Và bên trong này cặp 1m6, đường kính bụng là 24, và đường kính bụng là 46 phân, giá là 24 triệu. Bên trên là đôi 1m8, đường kính bụng là 54 các bác nhá, giá là 32 triệu. Và rất nhiều các cặp khác, đấy, rất nhiều luôn, rất nhiều cặp luôn, từ 1m5 là giá là 22 triệu, 1m6 là giá hàng là 24 triệu, 1m7 là giá là 26 triệu, và 1m8 là giá là 32 triệu các bác nhá. Đấy, các bác là có nhu cầu quan tâm về từng cặp trước thì các bác có liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên em đang ở bên dưới màn hình là 0838 683 683, em sẽ lo các bác nhé. Hoặc là các bác muốn về chính thức cơ sở em tham quan xem hàng thì các bác đi đến gần ủy ban xã Phi Lâm, huyện Đông Anh, Hồ Hà Nội các bác nhé. Đây, các bác ở tham khảo thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên em, em đang ở bên dưới màn hình, hoặc là chỉ em là gần 38 tỷ lân các bác nhé. Đây, và em xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em. Và các bạn đã yêu quý em, ủng hộ em thì xin bấm cho một lượt like. Và các bạn chưa đăng ký kênh của em thì đăng ký kênh của em để xem những video tiếp theo của em hàng ngày nhé. Vâng, em xin cảm ơn mọi người.